Sau khi đã trải qua hơn 30 giờ đồng hồ vượt biển, chinh phục những con sóng, đoàn công tác đi Trường Sa của chúng tôi cũng đã nhìn thấy những yêu cầu từ phía xa xa kia rồi. Thân mời các bạn cùng chúng tôi lên đảo thăm đồng bào, chiến sĩ bộ đội trên đảo, ghé qua thăm luôn các bạn trẻ tình nguyện đang ở hải đăng sinh tồn. Có người dành cả tuổi thanh xuân của mình ngày đêm thắp sáng hải đăng, gìn giữ biển đảo quê hương. Đảo Sinh Tồn là một đảo nổi nằm trong cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Để lên được trên đảo, từng chiếc xuồng máy trên tàu lớn được hạ xuống đưa dần từng tốp người lên đảo. Vì đảo Sinh Tồn không có cầu tàu lớn như đảo ở Trường Sa, nên phải đi bằng xuồng máy. Xuồng chạy vào trong âu tàu trên đảo rồi mới lên được đảo. Âu tàu trên đảo Sinh Tồn có thể đón nhận từ 70 đến 100 tàu cá các loại ra vào neo đậu. Nó cũng là nơi bà con ngư dân mình vào đây tránh chú bão và sử dụng các dịch vụ hậu cần kỹ thuật nghề cá khi cần thiết. Rồi, xuồng đã tới bến, cập vào cầu tàu trên đảo để đưa các vị khách lên bờ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đi thăm hải đăng trên đảo trước nha. Hải đăng Sinh Tồn là một trong số 9 ngọn hải đăng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài việc chiếu sáng cho tàu thuyền qua lại hoạt động trong đêm, nó còn là một cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của quê hương Việt Nam chúng ta tại Trường Sa. Ở đâu có trạm hải đăng thì đó nó thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng ta. Nên là cứ một buổi tối, buổi chiều này chúng tôi vận hành bắt đầu là đèn sáng, thì bao giờ tôi cũng đi tự quan sát một vòng vùng quanh đảo thì cảm thấy là cái đèn của mình nó sáng thế thì mình có thể mình rất là tự hào, bởi vì ở đây là ở đâu có đèn thì ở đấy là thể hiện biển đảo quê hương của Việt Nam chúng ta, cho nên là cái đấy thì tôi rất là tự hào và cùng anh em trong trạm cũng thế. Vì mình đến đây vào ban ngày lên thăm đảo rồi lại đi tiếp sang các đảo khác nên không quay được hình ảnh hải đăng hoạt động vào ban đêm, bà con xem phim thông cảm nhé. Còn bây giờ, mời bà con xem những hình ảnh hoạt động của các cán bộ trực gác hải đăng vào ban ngày để hiểu biết thêm về công việc gác đèn trên đảo nó như thế nào. Có anh dành cả thanh xuân của mình chỉ để đi thắp sáng Trường Sa. Tôi tên là Lê Trung Kiên, chức vụ tên là trạm trưởng trạm hải đăng Sinh Tồn. Ở trong trạm ấy thì cũng có một số đồng chí tuổi đời rất là trẻ, các đồng chí cũng chưa va vấp gì ở ngoài xã hội này thì cũng yêu biển đảo, yêu quê hương, yêu công việc, nên các đồng chí đã lựa chọn là tự nguyện đi ra trạm. Thì thời gian đầu thì các đồng chí cũng bỡ ngỡ rất là nhiều, thì bản thân tôi là một người trạm trưởng thì bây giờ tôi cũng chỉ đạo rất là tận tình giúp đỡ các đồng chí trong công việc, thì mới các đồng chí cũng chưa hiểu mà có kinh nghiệm lắm, đôi khi là đồng chí cũng không được lạc quan ấy. Tôi cũng nhiều khi là tôi cũng động viên, bởi vì tôi vẫn nói với các đồng chí trẻ là chúng ta tự hào, là bởi vì là ở ngoài này chúng ta công việc ở ngoài này tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong bờ là ai cũng hướng về biển đảo quê hương, hướng về Trường Sa thân yêu, cho nên ta phải lấy cái đấy là mình niềm tự hào. Chào chị, em tên là Trương Vũ Đăng. Và em đây là nhân viên của trạm hải đăng Sinh Tồn. Thì em vừa lên công tác ở đây là 25 tháng 4. Thì ở đây vừa ra hải đăng Sinh Tồn. Thì công việc ở trạm thì nó cũng nói chung là cũng đơn giản thôi. Mình thường cũng chỉ như là chuyên môn mình sẽ kỹ thuật. Còn về đời sống sát thì ở đây thì em thấy cũng là bình thường, cũng có hơi chút đặc biệt hơn. Sức khỏe thì cũng hơi nhớ nhà. Thông thường thì em sẽ chia ca, 4-5 anh em thì sẽ mỗi người một ca, thì ca được khoảng 2 tiếng và lại sẽ lên trực đề. Thì em sang như đường ra dịch không thoải mái lên, thoải mái lên, nhìn chị đang rất hào hức, chị đang rất ngưỡng mộ người của em. Đúng quá. Không sao đâu, lấy bình tĩnh, cười okay. To cả. Cười đi, thoải mái đi, em thoải mái đi, chị cũng thoải mái nhá. Ok, yeah. Đến đâu rồi chị?
mình đến công việc lúc mà ban đêm lên khó khăn như thế nào? Thì về mùa biển tầm cuối năm đó thì những cái xe đạp gió nó sẽ dần em trên đấy thì mình sẽ về. Ngoài việc canh giữ bảo trì hải đăng, các anh em các hải đăng cũng tăng gia sản xuất như các chiến sĩ bộ đội trên đảo. Vườn rau của các anh cũng xanh tốt, không thua gì vườn rau của bộ đội đâu nha. Trước sân ủy ban xã đảo Sinh Tồn là nơi giao lưu của các đoàn trong đất liền ra với các chiến sĩ bộ đội trên đảo. Lâu lâu các chú bộ đội mới có dịp giao lưu văn nghệ nên vui lắm, hát hò cổ vũ rất nhiệt tình. Bây giờ mời các bạn chúng ta qua thăm chùa trên đảo Sinh Tồn nhé. Chùa Sinh Tồn cũng là một trong 9 ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa. Đứng từ xa chỉ cần nhìn vào thôi là biết ngay đó là chùa của Việt Nam liền. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc đình chùa Bắc Bộ, là nơi người dân sinh sống trên đảo cũng như ngư dân trên biển đi lễ chùa vào ngày rằm hàng tháng. Trong chùa còn có nhà bia tưởng niệm khắc tên 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu bảo vệ chủ quyền của đất nước. Các cán bộ chiến sĩ ra thăm đảo vào đây trước lễ chùa, sau là thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc. Hiện nay, đảo đã được đầu tư điện gió và điện mặt trời. Theo mình thấy thì hệ thống điện mặt trời nhiều hơn điện gió. Vì ở đây là đảo nên hệ thống điện gió bị hơi muối, nước biển làm cho mau bị sét và rất nhanh bị hư hỏng, nên điện mặt trời có vẻ bền hơn, đã được đầu tư nhiều. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được xây dựng khắp đảo, vào tận đến khu nhà dân, nhờ được sự quan tâm rất lớn của Điện lực Việt Nam. Trên đảo đã và đang được đầu tư xây dựng thống nhà chứa pin để tích trữ điện năng, cung cấp điện cho đảo ngày một nhiều hơn, cho người dân và bộ đội xài thoải mái như trên đất liền. Cũng giống như tất cả các xã đảo khác trên huyện đảo Trường Sa, hiện nay đảo Sinh Tồn đã được đầu tư và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng rau trong nhà kính, nên cây rau ngoài đảo này phát triển rất tốt. Dù mùa mưa hay mùa nắng, nhất là khi vào mùa mưa bão, có sóng to, gió lớn, thổi tạt nước biển vào đảo thì không có cây rau nào mà sống nổi. Nhờ có kỹ thuật trồng rau trong nhà kính như thế này, đảm bảo lượng rau sản xuất ra trên đảo dư dả để người dân sử dụng. Cuối cùng, mình nhận thấy từ người dân, cán bộ, bộ đội, chiến sĩ trên đảo cùng ngư dân mình đang hoạt động trên biển đều được nhà nước quan tâm đầu tư ngày càng tốt hơn. Cơ sở hạ tầng trên các đảo ngày càng khang trang và vững chắc hơn nhiều, để mọi người an tâm gìn giữ biển đảo quê hương.